Vừa rồi á, mình có làm một cái video là phát hiện được tổ ong trong khu vườn của mọi người. Bây giờ á, mình tóm tắt cái video đó lại và mình làm một cái video mới, đó là nướng nhộng ong và thưởng thức rượu mật ong rừng nha mọi người. Giờ mình bắt đầu đi tìm lá chuối nè, để mình đem về mình gói và nướng cái nhộng ong đó mọi người. Giờ mình đi cắt lá chuối về để nướng cái nhộng ong nha. Giờ mình tiến hành mình lấy lá chuối mình gói cái nhộng ong này mọi người nha. Gói xong rồi đem đi nướng. Nướng ấy nhúng củi xong rồi. Rồi bắt đầu mình bỏ cái nhộng ong này lên mình nướng nha. Mọi người nhìn thấy nướng, nhìn thấy đã không? Khói lên ngùn ngụt luôn mọi người. Nó thơm. Cái này nhậu thì quá đã luôn á. Nhậu là bá cháy bồ chét luôn mọi người. Sắp chín rồi. Giờ tao là chín rồi đó. Đem ra bàn bắt đầu nhậu nha. Rồi, chín rồi anh em. Giờ đưa lên nhậu thôi nha. Đó, giờ mình đang mở cái này ra nha. Mình quay lên. Đó, mở này là cái nóng quá mọi người ơi. Quá ngon luôn. Bằng nhộng ngon.
ông này mà nhậu với rượu nữa là nó say coi như là bí tỷ luôn á. À, thuốc nữa say bí tỷ luôn, ông uống bạc khen luôn. Hôm nay mình làm sĩ đi, làm ly đây đã. Ly. Hai ba vô. Tặng một ly ghi kỷ niệm hôm nay. Quốc. Làm miếng đi. Kỷ niệm hôm nay là quốc cái này. Quá ngon luôn mọi người. Ăn cái nhộng thôi nha. Đừng ăn cái xác. Đó là cái đầu. Mai mốt là coi lên là có YouTube nha. Các anh đăng ký rồi đó. Biết không, biết vô kênh coi không? Nhận nhận không? Này ăn nhiều say á. Nhai rồi còn cái đầm rửa hả? Sáp thì bỏ đi chứ. Nhai có được á. Đồng ông này nhậu chứ. Rượu ông nữa, rượu rừng nữa là ok luôn. Vô anh. Vô đi. Cái này nghĩa là rượu tâm, xà tứ. Nhưng mà sao nó ít người quá. Ít quá. Trà tam rượu tứ mà có hai anh em ngồi nhậu buồn quá à. Cho nên ông anh mình điện để anh em tới để nhậu hỗ trợ nè mọi người.